Hello, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Việt Nam cùng với em An anh chị nha. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Theo dõi video nhận được thật là nhiều giá trị. Và cả nhà mình theo dõi video thì có thể để lại cho em An một lượt like cũng như là một đăng ký kênh anh chị nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thị trường ta ngày hôm qua thì cũng có một cái phiên hồi phục đúng không ạ? Mặc dù là không được quá mạnh, tuy nhiên thì cũng là một cái phiên hồi phục và với một cái sự lan tỏa cũng khá là ổn đó. Thì không biết rằng là cái danh mục của anh chị mình thế nào rồi ạ? Anh chị mình đang cầm cổ phiếu hay là anh chị mình đang cầm tiền đó? Thì và chúng ta nên làm gì ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay đó? Thì em An sẽ cùng phân tích với anh chị ở trong cái video ngày hôm nay anh chị nha. Anh chị nhớ theo dõi hết cái video này để có một cái góc nhìn khách quan nhất và có một cái kế hoạch giao dịch cho giai đoạn tới anh chị nha. Ok, thì video chúng ta thì sẽ vẫn bao gồm 3 phần chính anh chị nhé. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về cái phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 12 tháng 9. Đó, những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Rồi phần thứ hai chúng ta sẽ cùng đi qua phần nhận định thị trường và đưa ra các cái kế hoạch giao dịch cho anh chị nhà đầu tư. Đó. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng đi qua phân tích những cái nhóm ngành chính và cái phần quan trọng nhất là ngày ở trong video ngày hôm nay thì em An sẽ giới thiệu với anh chị ba cái cổ phiếu mà có cái khả năng bật tăng, có khả năng nổ rất là cao ở trong những phiên giao dịch sắp tới khi mà VN-Index của chúng ta ổn định trở lại đó anh chị nhá. Những cổ phiếu rất là đẹp thì anh chị mình hãy cố gắng theo dõi hết cái video này anh chị nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương trình anh chị nha. Mọi người đừng quên là giúp cho em An những lượt like và những cái trái tim màu tím anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đầu tiên thì VN-Index của chúng ta ngày hôm qua tăng 3,08 điểm, đóng cửa ở mức là 1.256,35 điểm. Chúng ta có 218 mã tăng và 163 mã giảm. Đó thì cái sự lan tỏa sắc xanh thì nó cũng đã được cải thiện hơn rồi. Đó, và thanh khoản của chúng ta ngày hôm qua thì ở mức rất là thấp nha, 10.470 tỷ. Đó thì thanh khoản thấp đó vẫn cho thấy một cái điểm điểm là ở cái vùng hiện tại thì anh chị nhà đầu tư đang rất là chán nản, gần như là mọi người cũng không quan tâm quá nhiều vào thị trường chứng khoán đúng không ạ, cũng không muốn mua, không muốn bán nhiều nữa rồi đó. Thì với cái tâm lý và thanh khoản ở những cái vùng thanh khoản thấp như này thì chúng ta thấy là ngược lại với đa số anh chị nhà đầu tư thì cả những cái thời điểm mà VN-Index chúng ta có cái sự chán nản thanh khoản thấp như này thì cái cơ hội hồi phục của thị trường nó lại rất là cao đó anh chị nhá. Và khi mà tất cả mọi người, khi mà đám đông đều đang chán nản với thị trường rồi thì đây lại là những cái vùng để mà anh chị mình phải quan sát thật là kỹ và chúng ta tìm kiếm những điểm tham gia đó anh chị nhá. Mọi người hãy lưu ý khi mà đám đông chán nản thì nó lại là những cái vùng, những cái thời điểm mà anh chị mình tập trung vào thị trường để chúng ta tìm kiếm điểm tham gia đó. Mọi người hãy lưu ý cái điểm này nha, chứ không phải là những cái thời điểm mà thị trường hưng phấn thì chúng ta mới quay lại và chúng ta mới tìm kiếm cổ phiếu để chúng ta tham gia. Những cái thời điểm như này là những thời điểm mà anh chị tìm kiếm điểm tham gia nó rất là đẹp và cũng rất là an toàn cho anh chị nhà đầu tư đó. Mọi người hãy lưu ý nhá về cái thanh khoản này đúng không ạ. Trong lịch sử thì chúng ta thấy là rất là nhiều giai đoạn mà thanh khoản gần như là cực kỳ thấp đó, gần như là thanh khoản gọi là tạo đáy thì thị trường ta cũng có những cái bắt đầu cũng kết thúc cái nhịp điều chỉnh và bắt đầu là có những tín hiệu là hồi phục và đi lên ở trong nghi ngờ đó anh chị nha. Cho nên là những cái thời điểm mà thanh khoản thấp như này thì anh chị mình hãy chú ý vào thị trường đấy anh chị nhá. Còn kịch bản cụ thể như nào, mua bán cổ phiếu nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích ở trong phần sau đấy anh chị nhá. Rồi tiếp theo các nhóm ngành thì anh chị thấy là ở ngày hôm qua thì chúng ta có nhóm ngân hàng đó, đứng ra đỡ chỉ số cũng khá là tốt. Ngân hàng rồi nhóm phân bón đúng không ạ, cũng là những cái nhóm ngành mà giữ được cái sắc xanh khá là tốt. Còn lại các nhóm ngành khác thì nhìn chung là tăng hoặc giảm nhẹ thôi, nó cũng không có cái biến động gì quá lớn, nó đều ở trong một cái trạng thái tích lũy thôi ở hầu hết các nhóm ngành đó anh chị nhá. Đấy, cho nên là ngày hôm qua thì một phiên tăng nhẹ cho nên là
cái mức độ biến động ở các nhóm ngành thì chúng ta thấy là nó cũng nhẹ nhàng thôi. Đấy. Anh chị thấy này, nước ngoài ngày hôm qua này, khối ngoại ngày hôm qua thì bán ròng 187 tỷ anh chị nha, bán cũng khá nhiều. VPBank, VCI, HDBank, Hòa Phát, MWG, Masan vân vân. Đó, rồi tự doanh thì ngày hôm qua lại mua ròng, tự doanh mua ròng 300 tỷ. Mua ròng tương đối nhiều, bán thì chỉ bán PNG thôi. Còn lại mua khá nhiều như là DGC, DBD, Hòa Phát, ACB, Techcom, Masan, MWG vân vân, tương đối nhiều. Đó, thì cái diễn biến của khối tổ chức ngày hôm qua thì lại là trái ngược lại nhau. Anh nhìn nhá. Đấy. Và chúng ta đánh giá cái phiên giao dịch ngày hôm qua là một cái phiên giao dịch mà có một cái sự tích lũy khá là tốt anh chị nha, có một sự tích lũy khá là tốt và cũng có những cái sự phản ứng ở trong phiên trước là phản ứng ở cái vùng hỗ trợ 1245 rồi. Đó, ngày hôm nay thì có một sự hồi phục với một cái thanh khoản thấp anh chị nha. Đó, chúng ta với cái thanh khoản thấp nhảy thì chúng ta sẽ thấy là gần như là cái áp lực bán ở những vùng hiện tại thì gần như nó cũng hết rồi, đúng không ạ? Gần như là không còn nữa rồi, nhưng mà cái lực cầu nha anh chị nha. Đó, cái lực cầu thì nó đang cũng tương tự, nó cũng tương đối thấp. Đấy, nó cũng chưa đẩy vào thị trường nhiều. Đấy, nhưng mà ít nhất là cái áp lực bán nó cũng đã thấp rồi. Đấy, còn lực cầu thì có thể là chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp rung lắc ở trong ngắn hạn thì có thể cái lực cầu nó sẽ đẩy vào mạnh mẽ hơn. Đấy, thì cái thanh khoản thấp như này thì cái lực cầu nó đẩy vào thì em nghĩ là nó cũng không cần quá nhiều để mà kéo thị trường đi lên, đúng không ạ? Bởi vì lực bán đã không còn nhiều nữa rồi. Đấy, cho nên là chúng ta hãy quan sát kỹ ở trong những cái giai đoạn sắp tới anh chị nhá, đặc biệt là những cái vùng hỗ trợ mà lát chúng ta sẽ chia sẻ đó. Ok, thì đấy là phiên giao dịch ngày hôm qua, một số cái điểm mà anh chị mình lưu ý một chút anh chị nhá. Hôm qua thì Dow Jones, chúng ta đảo qua một chút Dow Jones thì ngày hôm qua tăng 235 điểm. Đó, quay trở lại mốc ở trên 41.000. Đó, thì Dow Jones thì cũng có những sự hồi phục khá là tốt từ sau những cái phiên mà có những cái công bố về dữ liệu CPI, đúng không ạ? Rồi, ok. Đó, thì đấy là phần đầu tiên anh chị nhé, tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm qua. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi qua phần thứ hai là phần nhận định thị trường anh chị nha. Đó, về VN-Index. VN-Index của chúng ta thì hiện tại nhìn chung là đang ở trong một cái trạng thái tích lũy thôi anh chị nha. Đó, đang ở trong một trạng thái tích lũy thôi. Đấy, chúng ta có phiên hồi phục ngày hôm qua này. Ngày 11 tháng 9 khi mà chạm về giao găm 1245, sau đó có một sự hồi phục được lên 1260, đúng không ạ? Thì cũng khá là tích cực rồi. Đấy, tuy nhiên thì đây chúng ta mới có một cái vùng đáy một nha. Đấy, chúng ta cũng có thể là phải tính toán câu chuyện là VN-Index có thể sẽ có một cái nhịp rũ nữa anh nhá, có một cái nhịp rũ nữa, thậm chí là về mặt ngắn hạn thì có thể sẽ có nhịp rũ khá là mạnh ở trong ngắn hạn để tạo ra một cái vùng đáy hai. Đấy, để tạo ra một vùng đáy hai, sau đó đi lên thì nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà kể cả có tạo ra đáy hai hay không thì VN-Index vẫn là trong những giai đoạn tích lũy thôi đó anh chị nhá, vẫn là trong một giai đoạn tích lũy thôi. Thế nên kể cả những cái nhịp mà rũ tạo đáy hai này, đấy, như chúng ta vừa chia sẻ lúc đầu là cái lực cầu hiện tại nó cũng chưa vào quá nhiều. Đấy, cho nên là thanh khoản đoạn này khá thấp thì những cái vùng này đó, những cái dao động trong những cái vùng hỗ trợ hiện tại thì nó rất hoàn toàn có thể là sẽ có một cái khả năng đó, hoàn toàn sẽ có thể là sẽ có một cái khả năng những cái nhịp quay lại test đó, test tạo đáy hai và hấp và gọi là thu hút thêm cái lực cung và lực cái lực cầu tham gia vào thị trường đó. Cho nên là anh chị mình cũng sẽ lưu ý giúp em là chúng ta cũng phải tính toán cái kế hoạch giải ngân làm sao mà có một cái kịch bản để phòng ngừa những trường hợp là VN-Index có thể sẽ có thêm một cái nhịp rũ mạnh nữa. Cái điều này là hoàn toàn có thể xảy ra anh chị nha, bởi vì là lực cầu vào thị trường hiện tại đang khá yếu, đúng không ạ? Khá yếu thì khi mà chưa thu hút được cái lực cầu vào thì đâu đó nó sẽ cần phải có những cái nhịp mà rũ bỏ, đấy, rũ bỏ về những vùng hỗ trợ, lúc đấy thì lực cầu tham gia thị trường nó sẽ mạnh hơn
Đó anh chị nhá, thì cái vùng đáy hai ta có thể là sẽ bằng đáy cũ ở đây là đâu đó 1245, hoặc thậm chí có thể là về quanh vùng 1240 nha. Đấy, nhưng mà mọi người hãy lưu ý giúp em chia sẻ lại với chị mình một chút là kể cả có về 1240 đúng không ạ, có một nhịp rũ mạnh ở trong ngắn hạn và về 1240 thì đây vẫn là một cái trạng thái tích lũy của viên đáy thôi đó. Xuyên một cái giai đoạn, một cái biên tích lũy khá là dài rồi đấy anh chị nhá. Thì trong những nhịp trong những giai đoạn tích lũy thì anh chị mình cứ canh những nhịp mà rung lắc thôi đúng không ạ, rung lắc điều chỉnh về một vùng hỗ trợ mạnh là chúng ta tham gia thôi đấy. Cái nhịp rũ, cái nhịp rũ bỏ này đúng không ạ, nhịp rũ mạnh này thì cũng chỉ là để chúng ta tham gia thôi, bởi vì bên dưới hỗ trợ rất là nhiều rồi anh chị nhá, bên dưới hỗ trợ rất nhiều là 1245, 1240, thậm chí là có thể nhúng trong phiên về 1235 sau đó rút chân lên là hoàn toàn bình thường đúng không ạ. Đó, tức là chúng ta nhìn thấy cái hỗ trợ rất là dày đặc ở đây đấy. Rồi ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì VN-Index chúng ta cũng bắt đầu có tín hiệu mở khách sạn này, rồi trong các phiên tới đâu đó đến tận ngày 19 tháng 9 VN-Index của chúng ta vẫn có cái tín hiệu mở khách sạn đó. Thế cho nên là những nhịp mà rung lắc điều chỉnh xuống những vùng bên dưới, những nhịp rũ bỏ xuống những vùng bên dưới thì anh chị mình hãy cứ tự tin mà tham gia anh nhé, anh chị hãy cứ tự tin tham gia đấy. Quan trọng là anh chị mình đang giải ngân, đang cầm tỷ trọng bao nhiêu và cái chiến lược đi vốn, anh chị cần phải có một cái chiến lược đủ an toàn đúng không ạ, chiến lược giải ngân, chứ không phải là chúng ta cứ chỉnh cái chúng ta mua all in một điểm thì nó cũng không phải là hợp lý đúng không anh chị đó. Thì đấy là về cái phần nhận định thị trường anh chị nhá. Kháng cự hiện tại chúng ta sẽ là vùng 126, 1267 anh chị nhá. Đấy, nếu mà VN-Index chúng ta vượt 1267 thì sẽ tích cực, thì sẽ tích cực trở lại đó anh chị nhá. Thì chúng ta có một cái biên ngắn bây giờ sẽ là vùng 1240, 1245, kháng biên bên trên sẽ là vùng 1267 đó. Thì nếu như về biên bên trên này, VN-Index hồi về biên bên trên này, anh chị nào đánh ngắn hạn anh chị có thể là cân nhắc hạ bớt một phần, chờ đợi những nhịp mà chỉnh lại chúng ta sẽ tham gia mua con vào lại đó anh chị nhá. Còn nếu mà có nhịp rung lắc tạo đáy hai về hỗ trợ này thì cứ tự tin tham gia anh chị nhá, thì cứ tự tin tham gia, chúng ta có rất nhiều hỗ trợ bên dưới này đó, chúng ta có rất nhiều cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Và trong một cái vùng khi mà thị trường sideways thì em có chia sẻ với anh chị mình rất nhiều rồi, trong một cái vùng đi sideways thì anh chị hạn chế mua khi mà cổ phiếu gọi là bật tăng mạnh và nổ nha, mà chúng ta nên mua khi các cổ phiếu đấy nó quay lại nó test đấy, rồi nên mua ở nền, hạn chế mua nổ anh chị nha. Đấy ok, thì đấy là về VN-Index anh chị nhá, về VN-Index rung lắc để tham gia thôi đúng không ạ, rung lắc để mua mới thôi. Rồi ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phần tiếp theo là phần chia sẻ về ba cái cổ phiếu mà ba cổ phiếu mà có một cái cơ hội bật tăng, có một cái cơ hội bùng nổ rất là cao ở trong những phiên tới khi mà VN-Index chúng ta ổn định trở lại đó anh chị nhá. Rồi, trước khi mà đi qua ba cổ phiếu đấy thì em An sẽ chia sẻ một chút về cái hành động ở trong room khách hàng của em An đúng không ạ. Thì anh chị biết là trong suốt những ngày 16 tháng 8, từ ngày 16 tháng 8 trở đi đúng không ạ, thì em đã mua lấy vị thế rồi. Đây. Đó, ngày 16 tháng 8 thì em đã mua lấy vị thế rồi đúng không ạ? Mua 30% cổ phiếu chứng khoán này. Cổ phiếu đây BBS, MBS, FTS này, hiện tại thì đang lãi nhẹ thôi. Nhóm thép thì cũng mua 30 50% rồi. Cơ bản thì nhìn chung là cũng đang loanh quanh giá vốn, hoặc là có một số cổ phiếu như là SLC thì âm nhẹ thôi. Nhưng mà mới mua lấy vị thế, đang chờ đợi cái điểm gia tăng đấy chị nhá. DTD cũng đang chờ đợi cái điểm gia tăng, cũng mới mua 30 50% thôi, nó bất động sản công nghiệp. Đó. Rồi sau đó thì có mua thêm nhóm ngân hàng với cổ phiếu CTG này, cũng mua 34.55, mua trước 50% đúng không ạ? Rồi một số cổ phiếu khác. Và hôm ngày đây ngày mùng 10 tháng 9 là khi mà thị trường bắt đầu có sự rung lắc là em mua gia tăng, mua full hàng với nhóm chứng khoán đấy chị nhá. Nhóm chứng khoán hiện tại em đã full hàng rồi, mua BVS ở vùng 38.7, MBS vùng 26 cộng trừ đó, mua gia tăng rồi đấy, tức là nhóm chứng khoán hiện tại em đã full hàng rồi. Còn thép và
ngân hàng và bất động sản công nghiệp thì đang chờ đợi cái điểm để gia tăng đó, nhưng mà hiện tại thì chưa gia tăng những cổ phiếu đấy chị nhá. Mọi người thấy không? Cái quan điểm của chúng ta thì là khi mà VN-Index rung lắc có những nhịp mà rung lắc điều chỉnh rũ bỏ thì anh chị mình cứ tự tin tham gia thôi, đúng không ạ? Hôm trước em gia tăng nhóm chứng khoán, còn các nhóm khác thì vẫn đang muốn đợi thị trường tạo một cái, có một cái nhịp tạo đáy hai đó, vẫn là muốn thị trường có một cái nhịp tạo đáy hai để lúc đấy thì chúng ta sẽ tham gia vào thị trường đó, và tham gia ở thời điểm đấy thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, đúng không anh chị? Đó, nó sẽ chắc chắn hơn cho anh chị mình rất là nhiều. Và chúng ta đã có hàng rồi, chúng ta đã có tương đối nhiều hàng rồi đó, cho nên là không có lý do gì, không cần gì chúng ta phải vội cả, đúng không ạ? Không cần gì chúng ta phải vội cả, cứ túc tắc chúng ta giải ngân làm sao để khi mà thị trường có cái tín hiệu xác nhận tạo đáy, lúc đấy là chúng ta giải ngân xong và chờ đợi những tín hiệu bật tăng vào trend để chúng ta dùng margin thôi đấy anh chị nhá. Mọi người cứ thoải mái thôi đó, và cái quan trọng là anh chị mình có một cái kế hoạch giao dịch, một cái kế hoạch giải ngân nó an toàn và nó phù hợp đấy anh chị nhá. Rồi ok, thì đấy là trong room khách hàng của em An. Thì nếu như mà anh chị đang đầu tư mà chưa được hiệu quả thì đừng quên là hãy liên hệ với em An qua số điện thoại 0386 329 392 anh chị nha. Anh chị chỉ cần có một tài khoản ở SSI với ID của em An là 2770 thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị, sẽ add anh chị vào room tư vấn của em An, cũng như là sẽ hướng dẫn anh chị những thao tác để sử dụng gói VIP của app chứng khoán ITP, một cái app mà chuyên cung cấp tín hiệu mua bán rất là khách quan và rất là hiệu quả anh chị nha. Thì anh chị mình có thể là liên hệ với em An thật sớm nhá. Hiện tại thì app chứng khoán ITP thì vẫn đang sử dụng hoàn toàn miễn phí thôi anh chị nha, được nâng cấp lên hoàn toàn miễn phí, và anh chị mình chỉ cần có thêm một cái điều kiện nho nhỏ là có một cái số vốn tối thiểu để đầu tư là 50 triệu ở trong tài khoản chứng khoán SSI đó anh chị nha. Thì anh chị mình hãy nhờ inbox cho em An thật sớm anh chị nhá, để chúng ta vào trong room khách hàng rồi sử dụng tín hiệu sử dụng app chứng khoán ITP đó. Rồi ok, thì tiếp theo cái phần quan trọng nhất, em sẽ chia sẻ với chị top 3 cổ phiếu mà sắp nổ, cái cơ hội bùng nổ nó rất là cao, đúng không ạ? Thì cổ phiếu đầu tiên là BVS đấy, sau một nhiều hồi phục này thì hiện tại BVS đang tích lũy khá là tốt, thanh khoản cũng rất là cạn rồi đó, vượt được cái vùng cân bằng ở trong khung tuần, vượt được vùng ký zone rồi đấy. Thì đây là một cái cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy nó đang khỏe hơn thị trường, đúng không anh chị? Những cái phiên mà thị trường rung lắc điều chỉnh nhưng mà nó vẫn giữ được giá rất là tốt đấy. Thì với cổ phiếu này khi mà thị trường chỉ cần ổn định trở lại thôi và có nhịp hồi phục thôi thì cổ phiếu này sẽ có một cái cơ hội bật tăng, cơ hội bùng nổ rất là cao đấy. Cho nên chị mình hoàn toàn có thể tham gia với BVS nha, quanh vùng giá hiện tại là vùng 39 đó. Còn em thì em vẫn hay chia sẻ với anh chị là BVS vùng 38, 39 là những vùng anh chị cứ gom rất là đẹp anh nhá, cứ gom rất là đẹp để chúng ta chờ đợi những nhịp mà bật tăng đấy. Và ngắn hạn chúng ta sẽ kỳ vọng về đỉnh cũ ở đây là vùng 46 anh nhá, ngắn hạn sẽ là 46 đó. Còn target trung dài hạn rồi những cái kỳ vọng của BVS thì em nghĩ vẫn sẽ còn rất nhiều, vẫn sẽ còn rất nhiều đấy. Thì anh chị nếu như mà muốn tìm hiểu kỹ hơn và có những chiến lược cho trung dài hạn với BVS thì anh chị mình có thể là inbox cho em An, tham gia vào trong group cộng đồng nhá. Đầu tiên là tham gia vào trong group cộng đồng đó, anh chị có thể quét cái mã QR code ở ngay phía trên màn hình nhá, ngay phía trên camera của em An đó, thì để mà tham gia vào trong group cộng đồng cùng với em An anh chị nhá. Đó, ngoài ra thì anh chị có thể là tham gia vào trong group khách hàng để chúng ta cập nhật những cái chiến lược, những cái kỳ vọng cho trung dài hạn với BVS rất là tiềm năng đó anh chị nhá. Rồi tiếp theo, cổ phiếu tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cổ phiếu GVR. Đây cũng là một cái cổ phiếu mà có sự hồi phục khá tốt này, sau đó thì những nhịp rung lắc của VN-Index thì nó cũng giữ giá rất là tốt đó. Thì với GVR thì em nghĩ là chị vẫn hoàn toàn có thể tham gia quanh cái vùng giá, quanh cái vùng giá hiện tại, tức là quanh vùng giá 34 đến 34.5, đây vẫn là những cái vùng giá mà anh chị tham gia tương đối ổn, đúng không ạ? Hồi phục này, tích lũy này đó, cũng đã có tín hiệu là vượt được cái vùng giao găm này, vượt được cái vùng cân bằng trong khung tuần đó, giữ giá rất là tốt trong những cái nhịp mà VN-Index rung lắc đó. Cho nên là với GVR thì em nghĩ anh chị mình hoàn toàn có thể tham gia được. Đây cũng sẽ là một cái cổ phiếu mà nó sẽ nổ rất là bật tăng, nổ rất là tốt khi mà VN-Index của chúng ta ổn định trở lại
chỉ cần ổn định trở lại thôi, chững lại và bắt đầu hồi phục thôi, thì đây sẽ là những cổ phiếu mà hồi phục rất là nhanh và rất là mạnh đó anh chị nhá. Thì đấy là cổ phiếu thứ hai là GVR. Rồi tiếp theo cổ phiếu cuối cùng ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị là PDR anh chị nha, một cổ phiếu trong thuộc nhóm kênh dưới đấy, vào trong nhóm bất động sản. Tuy nhiên thì anh chị thấy là nhịp vừa rồi thì PDR cũng có một cái sự hồi phục rất là tốt này, và thanh khoản tiền vào rất là mạnh nha, tiền vào rất là mạnh. Rồi trong những nhịp chỉnh của VN-Index thì sau đó cổ phiếu PDR này cũng giữ giá rất là tốt đấy. Những cái phiên giảm điểm hôm trước thì vẫn cổ phiếu này còn tăng điểm cơ, rồi phiên ngày hôm qua thì cũng giữ gọi là được cái vùng giá tham chiếu, rung lắc rất là thấp với một cái vol rất là thấp nha, vol cực kỳ thấp rồi, vol rất là cạn kiệt rồi đó. Thì với PR anh chị mình có thể tham gia ở quanh vùng 20.5 cộng trừ anh nha, 20.5 cộng trừ anh chị mình có thể tham gia được để chúng ta đánh một cái nhịp hồi, một cái nhịp hồi số 2 đó. Với cái dòng tiền này thì em đánh giá là PR sẽ có một cái nhịp hồi nữa, sẽ có một cái nhịp hồi nữa để chúng ta kỳ vọng lên những vùng giá 23.4 đó. Trước mắt thì đây sẽ là những cái nhịp mà đánh T cộng, đánh ngắn với PR, nhưng mà nó đang là một cái cổ phiếu mà khỏe trong nhóm ngành bất động sản nha. Cũng như là nó giữ giá nó rất là tốt, giữ giá rất là tốt so với thị trường đó. Thì đấy là ba cái cổ phiếu ngày hôm nay mà em đang chia sẻ với anh chị, đầu tiên là BVS, thứ hai là GVR, thứ ba là PDR anh chị nha. Thì anh chị mình nếu như mà chưa có hàng, chưa đủ hàng thì anh chị có thể nốt lại để chúng ta tìm kiếm những điểm tham gia ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như các phiên giao dịch sắp tới mọi người nhé. Rồi ok, thì một lần nữa nếu như anh chị đang cần tìm một người đồng hành thì hãy cầm điện thoại lên và inbox cho em An thật sớm anh chị nha, đừng ngại ngần gì hết. Rất là hy vọng sẽ được phục vụ, được đồng hành cùng với anh chị trong quá trình đầu tư của anh chị mình anh chị nha. Anh chị mình có thể liên hệ với em An qua số điện thoại 0386 329 392 đó anh, và để đồng hành cùng với em An thì anh chị có thể là mở một cái tài khoản ở SSI với ID là 2770 và có phát sinh giao dịch là em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị thôi, add anh chị vào room tư vấn rồi. Còn nếu anh chị muốn sử dụng thêm app chứng khoán ITP với một cái gọi là app cung cấp tín hiệu rất là khách quan, rất là hiệu quả, thì anh chị có thể là thêm một cái điều kiện nho nhỏ là cái NAV của anh chị thì cần tối thiểu là 50 triệu đó. Thì anh chị sẽ được duyệt lên gói VIP của app chứng khoán ITP đó. Thì anh chị mình cứ inbox cho em An để em An hướng dẫn anh chị nhá, một cách chi tiết nhất, một cách hiệu quả nhất đó anh chị nhá. Rồi ok, thì có lẽ là em sẽ xin phép kết thúc buổi lại kết thúc cái video ở đây anh chị nhá. Mọi người hãy nhớ nốt lại những cổ phiếu mà em An chia sẻ với anh chị nhá. Chúc anh chị đầu tư thật là hiệu quả và thành công, và đặc biệt là với ba cái cổ phiếu mà em An chia sẻ thì sẽ giúp anh chị kiếm được những cái mức lợi nhuận anh chị nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.